Xiaomi Redmi A2 Plus là mẫu điện thoại được nhà Xiaomi tung ra thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây. Và mình tin chắc là cũng có rất là nhiều người thắc mắc không biết là đây có phải là một chiếc điện thoại đáng để chúng ta chọn mua hay không. Và hiện tại đây mình đang có trên tay 3 phiên bản màu sắc của Xiaomi Redmi A2 Plus. Và mình khá là bất ngờ vì đây chỉ là một mẫu smartphone giá rẻ mà thôi, nhưng mà lại sở hữu khá là nhiều ưu điểm. Vậy thì những điểm nổi bật đó là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Và bắt đầu nha! Điểm đáng mua đầu tiên và dễ dàng nhận thấy nhất chắc chắn là mức giá bán của em nó rồi. Tại thế giới di động hiện tại thì Redmi A2 Plus đang được giảm giá 10%, nên là mọi người có thể mua chiếc điện thoại này chỉ với mức giá chưa đến 2.500.000 nữa. Một mức giá rất là hợp lý, phù hợp với lại các bạn học sinh, sinh viên hoặc là những ai có mức ngân sách không quá cao. Đầu tiên nói về màu sắc thì mình đánh giá là cả 3 phiên bản màu sắc của Redmi A2 Plus đều rất là nhẹ nhàng, trẻ trung, theo kiểu gam màu pastel á mọi người. Thiết kế của Redmi A2 Plus được làm theo dạng nguyên khối và cả phần khung lẫn phần mặt lưng đều được làm từ chất liệu là nhựa hết, cho nên là vẻ ngoài khá là nhẹ, cầm nắm rất gọn gàng. Mặt sau của máy cũng được làm nhám nên chúng ta có thể chống bám vân tay dễ hơn. Nhìn chung về phần thiết kế thì em nó vẫn toát lên một cái vẻ rất là sang trọng và đẳng cấp nếu như mà chúng ta nhìn từ xa. Phiên bản Redmi A2 Plus này cũng tương tự như là phiên bản thường Redmi A2, nhưng mà khác một xíu là A2 Plus chúng ta sẽ có cảm biến vân tay đặt ở mặt lưng phía sau luôn nha. Nói về hiệu năng thì vi xử lý được trang bị cho Redmi A2 Plus là MediaTek Helio G36 loại 8. Theo mình đánh giá thì đây là một con chip cũng khá là ổn áp trong phân khúc giá rẻ như thế này rồi, bởi vì khi mà sử dụng thì chúng ta vẫn sẽ có một mức hiệu năng đầy đủ để mà xử lý các tác vụ thường ngày một cách rất là mượt mà và nhanh chóng. Mức dung lượng RAM của Redmi A2 Plus được trang bị là 3GB, còn bộ nhớ trong mặc dù chỉ có 64GB nhưng mà chúng ta có thể mở rộng bộ nhớ trong qua thẻ microSD lên đến tận 1TB luôn. Nên là mọi người hoàn toàn có thể nâng cao bộ nhớ của mình tùy theo mục đích sử dụng để có thể tối ưu hóa được không gian lưu trữ ở trên chiếc điện thoại này. Mặc dù RAM và ROM hơi thấp nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được hết nha. Theo mình thì em máy này sẽ phù hợp với lại những ai mà thường xuyên phải sử dụng máy cả ngày hoặc là không có thời gian để mà sạc pin á, bởi vì em nó sẽ có một viên pin khá là trâu lên đến 5000 mAh, chắc chắn là đủ để cho mọi người sử dụng trong suốt cả ngày luôn. Nghe gọi, lướt mạng hay thậm chí là chơi game thì cũng không cần lo bị thiếu pin đâu nha. Vì vậy mình khẳng định là đây cũng là một trong những điểm đáng mua ở trên chiếc điện thoại Redmi A2 Plus này. Đây, mọi người có thể nhìn đi, với mức giá chưa đến 3 triệu như thế này mà chúng ta vẫn được trang bị một chiếc màn hình với kích thước khá là lớn, không thua gì so với chiếc điện thoại thuộc phân khúc tầm trung luôn. Kích thước tổng 6.52 inch đi kèm với tấm nền IPS LCD và độ phân giải HD+. Tuy không phải quá là xuất sắc nhưng mà một chiếc màn hình như thế này cũng đủ để mang đến cho chúng ta những trải nghiệm tốt khi giải trí. Chúng ta cũng sẽ có một tần số quét ở mức tiêu chuẩn là 60Hz, đủ để có thể đem đến cho chúng ta những thao tác chuyển động rất là mượt mà, nhanh nhạy. Cũng ở phía trước này thì chúng ta cũng được trang bị một chiếc camera dạng giọt nước với độ phân giải 5MP luôn nha. Còn cụm camera phía sau thì Redmi A2 Plus sẽ gồm có 198MP và một cam phụ. Bên cạnh đó thì mình thấy là máy cũng hỗ trợ khá là nhiều các tính năng khác như là chế độ chụp HDR, xóa phông, quay time lapse, cho nên là mọi người có thể ghi lại rất là nhiều những hình ảnh, những thước phim theo các cách khác nhau, rất là tiện. Về chất lượng ảnh chụp cụ thể như thế nào thì mọi người hãy đợi tụi mình trong một khoảng thời gian nữa, vì mình sẽ sử dụng và test thêm em máy này và sẽ lên một video đánh giá chi tiết cho mọi người trong thời gian sắp tới. Nói tóm lại thì đối với cá nhân mình thì mình thấy là em Redmi A2 Plus này là một chiếc điện thoại đáng mua, bởi vì có những cái ưu điểm như là có một mức giá rẻ nè, một viên pin trâu, một chiếc màn hình lớn cũng như là một thiết kế khá là xinh xắn nữa. Và nếu như mọi người quan tâm thì hãy click vào tham khảo ở đường link mà mình đã để sẵn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.